Wise IELTS, nơi hô biến những giấc mơ IELTS thành hiện thực. Đối với các bạn lần đầu tiên kỳ tham kỳ của Wise, thì đây là chuỗi series Writing giúp các bạn dễ dàng đạt được điểm số cao trong kỳ thi IELTS Writing. Chính vì vậy, đừng dừng lại ở việc theo dõi mà hãy luyện tập và áp dụng ngay vào thi của mình nhé. Tiếp tục chuyên mục Comparing Graphs, Table and Maps bài học ngày hôm trước, hôm nay chúng ta sẽ xử lý nốt ba dạng graph còn lại, đó chính là Table, Maps and Processes. Các bạn đã học thuộc những từ vựng và ngữ pháp mà cô đã cho ở bài học hôm trước như nào? Nhất định phải nắm lòng phần này thì chúng ta mới dễ dàng và hiểu được kiến thức của bài học ngày hôm nay nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Let's get started. Next, we're gonna turn to Table without a chart. Đối với dạng đề này, các bạn sẽ phải chinh chiến với một khối lượng lớn thông tin được thống kê trong bảng số liệu. Nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải miêu tả hết tất tần tật, miêu tả từng chi tiết một, mà mình phải làm gì nhỉ? Lựa chọn ra những đặc trưng, những chi tiết đáng chú ý nhất, đúng không nào? Thế thì như thế nào được gọi là những đặc trưng đáng chú ý nhất? Yes, đó phải là số liệu cao nhất hoặc là số liệu thấp nhất của từng đối tượng mà đề bài đưa ra, đúng chưa nào? Và đặc biệt là không thể thiếu, yes, yếu tố so sánh giữa các đối tượng này, phải không? Ví dụ như bảng này, để viết body cho table này thì cô sẽ chia body thành hai phần. Phần thứ nhất cô sẽ viết về nhóm đối tượng, man and woman. Phần thứ hai cô sẽ viết về nhóm đối tượng còn lại, đó là children, boys and girls. Tại sao nhỉ? À, bởi vì giữa các đối tượng này có sự liên quan, tương quan với nhau, đúng không nào? Adults là người lớn thì chắc chắn sẽ bao gồm là woman and man. Còn children, trẻ nhỏ thì đương nhiên là sẽ bao gồm boys and girls, đúng chưa nào? Thế thì cách viết cho mỗi đoạn như thế nào? Theo dõi nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng đối tượng adults, đúng chưa nào? Mình sẽ đi vào chi tiết cao nhất và số liệu thấp nhất của adults. Thế thì ở đây số liệu cao nhất của adults là gì các bạn nhỉ? Yes, food, đúng chưa nào? Bao nhiêu phần trăm nhỉ? 28%. Như vậy cô có câu văn đầu tiên như sau: an average English adult spent over 1/4 of the income on food in 2005. Ở đây mình sử dụng cụm over 1/4. 1/4, 1/4 có nghĩa là tương đương với gần 25%, đúng không nào? Over 1/4 có nghĩa là hơn 25% một xíu. Thì đó là cách nói khác cho 28%, đúng chưa nào? Dữ liệu cao nhất rồi thì mình phải đi đến dữ liệu thấp nhất, đúng không nào? Ở đây dữ liệu thấp nhất của adults là gì các bạn nhỉ? Exactly, music and video. Các bạn có thể chọn video không thôi cũng được, nhưng mà để một chút nha. Khi mà mình so sánh tổng quan á, ở đây có 4 hạng mục đúng không? Food, electronic equipment, music and video. Thì khoảng cách giữa food, electronic equipment và music and video có một sự chênh lệch rất là đáng kể, đúng chưa nào? Nếu như music 4% thì video bao nhiêu phần trăm các bạn nhỉ? 2%. Hai con số này khá là tương đương xem nhau, cho nên cô quyết định là sẽ pick cả hai dữ liệu này làm dữ liệu thấp nhất dành cho others. So, others spending on music and video were quite low, only 4% and 2% respectively. Tiếp theo đến với men and women, thì các bạn nghĩ mình nên phân tích như thế nào nhỉ? Có nên tiếp tục bởi số liệu cao nhất và số liệu thấp nhất nữa không? À, có cũng được, nhưng mà để tăng tính kết nối sự liên kết giữa các dữ liệu của chúng ta thì mình nên sử dụng thêm thủ thuật so sánh cũng như nào. Mà nhất là khi ở đây hai đối tượng của chúng ta lại là hai đối tượng hoàn toàn trái ngược nhau, man and woman, nam và nữ, thì lại càng làm nổi bật hơn nữa phép so sánh của chúng ta, phải không nào? Rồi trước tiên mình so sánh nhanh các dữ liệu giữa man and woman nha. Hạng mục đầu tiên thì bên nào tiêu dùng, bên nào spend nhiều hơn các bạn nhỉ? À, woman bao nhiêu phần trăm nè? Yes, nhiều hơn 9%, phải không nào? Tiếp tục, electronic equipment thì bên nào cao hơn các bạn? Very good. Và đặc biệt ở đây là cao hơn bao nhiêu lần? Yes, cao hơn 3 lần, đúng như nào? Các bạn lưu ý ở điểm này nha. Khi mình miêu tả các dữ liệu thì mình không những so sánh cao hơn như thế nào, mà nếu được thì các bạn hãy miêu tả rõ cao hơn bao nhiêu lần. Để làm gì nhỉ? À, để câu văn của mình phong phú hơn, các cấu trúc câu không bị lặp lại, đúng không nào? Và cuối cùng, music and video thì woman thấp hơn hẳn so với man, phải không nào? Sau khi mà so sánh các dữ liệu thì cô sẽ chọn ra dữ liệu nổi bật nhất. Mà dữ liệu nổi bật nhất ở đây đã chính là hạng mục electronic equipment, hạng mục mà man cao cấp 3 lần so với woman. So we have man
spent 21% of their earning on electronic gadgets, which was exactly triple that of women. Và ở 3 dữ liệu còn lại thì cô sẽ gộp lại thành một câu như sau. Women spent more on food and slightly lower on music. Và sau khi kết nối các câu văn này lại với nhau thì cô đã có đoạn body đầu tiên rất là hoàn hảo, đúng không nào? Tương tự với nhóm đối tượng còn lại, children, boys and girls, các bạn cũng áp dụng cách thức phân tích mà cô vừa hướng dẫn ở trên. Mình hãy thử viết đoạn body thứ hai này ở dưới comment và cô sẽ sửa ngay cho các bạn nhé. Vừa rồi thì cô và các bạn đã đi qua những thông tin chi tiết đối với dạng bài comparing graphs, đúng không nào? Tiếp tục, chúng ta sẽ khám phá dạng tiếp theo, đó chính là maths bản đồ, một trong những dạng bài cực kỳ khó trong IELTS Writing Test 1. Cho nên các bạn ơi, sốc tinh thần lên nào, tập trung tiếp tục với cô nha. Dạng bài maths yêu cầu các bạn thí sinh phải lựa chọn và miêu tả những đặc điểm nổi bật trên một bản đồ. Đó có thể là bản đồ của một hòn đảo hoặc là một thị trấn nào đó. Và sau đó chúng ta sẽ đưa ra những sự so sánh cần thiết. Một trong những lý do khiến maths trở nên một dạng đề thử thách đó là bởi vì dạng đề này yêu cầu vốn từ vựng rộng hơn nhiều so với các dạng đề còn lại. Cho nên để ghi điểm cao trong dạng đề này thì đầu tiên các bạn cần phải nắm vững những từ vựng cần thiết sau đây nhé. Đầu tiên, describing positions and locations, mô tả vị trí các địa điểm, yếu tố trên bản đồ như là nhà cửa, cây cối nằm ở đâu, bên trái hay bên phải, phía nam hay phía bắc là một trong những điều vô cùng cần thiết đối với dạng maths. Bản từ vựng này bao gồm đâu là các động từ thường xuyên dùng để miêu tả vị trí như là be situated, be located, be sighted. Và theo sau đó là các danh từ location hay đi chung với nó. For example, the coffee shop is situated to the north of the town. Bên cạnh đó, dạng maps thường sẽ cung cấp cho các bạn two maps, hai bản đồ miêu tả cùng một địa điểm nhưng ở hai khoảng thời gian khác nhau và yêu cầu các bạn phải quan sát thật kỹ để có thể nêu ra mô tả những major changes, những thay đổi chính, thay đổi nổi bật nhất của địa điểm đó. Vậy thì những thay đổi đó thường là gì? Các bạn cùng theo dõi bản sau đây nhé. Ở đây các bạn có thể thấy đối với từng loại object khác nhau thì chúng ta sẽ có từng loại words, động từ đi kèm tương ứng khác nhau, đúng không nào? Khi mình nhìn thấy put down hay là put down thì dễ dàng chúng ta liên tưởng ngay đề bài đang đề cập đến trees and forests, đúng chưa nào? Hay là để nói về buildings thì chúng ta có đa dạng các động từ có thể đi kèm, ví dụ như là demolish, renovating, modernize hay là relocating, expanding and so on, đúng không nào? Cho nên rất quan trọng để các bạn phải nắm vững những động từ đi kèm với từng loại object khác nhau. Nhớ note và học thuộc lại ngay nhé. Alright, vậy thì bây giờ chúng ta phân tích maps như thế nào và mô tả những thông tin gì để nhỉ? Các bạn hãy cùng nhìn ví dụ sau đây nhé. Như cô đã nói ban đầu đó là gì? Dạng maps thường người ta sẽ cho chúng ta hai bản đồ, đúng không nào? Mà cụ thể ở đây là before and after, trước và sau của một địa điểm. Để làm gì? À, để ta có thể dễ dàng nêu ra so sánh sự thay đổi trong suốt quá trình của địa điểm đó. Đối với dạng bài này thì các bạn có thể chia bản đồ thành các phần khác nhau như là phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc và trung tâm. Và sau đó mình sẽ đi đến tìm những đặc điểm nổi bật nhất của từng khu vực. Nhìn vào bản đồ này chúng ta có thể thấy điểm nổi bật của hòn đảo đó chính là có nhiều cây xanh mọc ở. Ở đâu các bạn nhỉ? Dựa vào la bàn trên biểu đồ thì nói cho cô có nhiều cây xanh mọc ở đâu chẳng? Yes, ở phía bắc và phía nam. Và sau đó đa số các sự thay đổi đều nằm ở khu vực phía giữa của hòn đảo, đúng không nào? Cho nên chúng ta có thể triển khai đề bài này theo một bộ như sau. A number of trees occupy the northern and southern parts. Nếu như ở northern and southern thì có nhiều cây xanh mọc, thì ngược lại ở khu vực center, khu vực trung tâm hơi phức tạp một xíu. Phức tạp như thế nào? À, mình có sự xuất hiện của một vài ngôi nhà nhỏ. Và trong maps thì người ta chú thích là gì nhỉ? Accommodation, đúng không nào? Và đặc biệt accommodation này được chia làm hai khu vực rõ ràng, hai khu vực riêng biệt. Tiếp tục các bạn phân tích tiếp cùng cô nha. Để kết nối những accommodation này lại với nhau thì người ta đã xây dựng cái gì nhỉ? À, mình luôn luôn để ký tự, ký hiệu và những lời giải thích có bên trong maps để làm gì? Mình có thể viết được đoạn body hay hơn, đầy đủ hơn, đúng không nào?
Rồi quay trở lại, người ta đã xây dựng cái gì để có thể kết nối các accommodation các bạn nhỉ? Very good, đó chính là footpath và vehicle track, đúng chưa nào? Cho nên chúng ta có câu văn tiếp theo, đó chính là two separate accommodation areas were then built, considering a simple house arranged around a circular footpath. Và mình còn điều gì nữa nhỉ? Mình còn có hai khu nhà to bự ở đây nữa, đó chính là gì các bạn? Trong Maps người ta yêu thích là gì nhỉ? Very good, đó chính là restaurant và reception, đúng không nào? A reception area and restaurant were located in the center of these two areas. Ngoài ra, nhìn lại trên bản đồ, có những sự thay đổi nào mà chúng ta chưa miêu tả đến? Có những ký tự hay ký hiệu hay lời giải thích nào mà chúng ta chưa đề cập đến không chị? À, đó là khu vực swimming ở phía phía tây, đúng không nào? Another footpath were constructed, leading to the beach on the western edge of the island and an area there for tourists to swim. Liên kết câu văn này lại với nhau, chúng ta đã có được một đoạn body hoàn hảo dành cho dạng smart rồi phải không nào? Một dạng đề phổ biến khác có trong IELTS Writing Test 1 đó chính là processes. Một quá trình, sự vật, sự việc nào đó bao gồm ba nhiều bước. Đầu tiên hãy cùng xem qua những điểm từ vựng quan trọng và cần thiết trong dạng bài này nha. Ở bảng này thì cô đã cung cấp cho các bạn một trường từ vựng về linking words showing steps, stages in the process. Ví dụ như the first step thì chúng ta có những cụm từ nào các bạn nhỉ? Yes, at initial stage of the process. Hoặc là đơn giản mình có thể viết begin with. Tương tự, next step ta có thể thay thế bằng các cụm following this, that hoặc là afterward, đúng không nào? Rồi tiếp tục, nếu như mình muốn tả hai quá trình xảy ra cùng lúc với nhau tại cùng một thời điểm thì chúng ta có những cụm từ gì các bạn nhỉ? Very good. At the same time hoặc là during thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không nào? Có từ nào nghe xịn sò hơn không các bạn nhỉ? Exactly, simultaneously. Và cuối cùng, bạn có thể viết đơn giản như là finally, hoặc nếu như các bạn muốn viết dài hơn, chúng ta có thể sử dụng cụm the process ends with hoặc là when, đúng không nào? Ngoài những cụm từ về mặt cấu trúc như trên thì các bạn cũng nên củng cố thêm từ vựng của mình ở các lĩnh vực đa dạng khác, bởi vì đôi khi các bạn sẽ phải mô tả quá trình nung nấu hay là quá trình sản xuất ra các thiết bị điện tử hay thậm chí là gì nhỉ, một chu trình tự nhiên, là những vấn đề mà đôi khi nói tiếng Việt thôi mình cũng chưa chắc đã hiểu ngay lập tức được, phải không nào? Cho nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng về mặt từ vựng các bạn nhé. Alright, thế thì làm thế nào để chọn ra thông tin hay phân tích thông tin và viết nên một bài body thật hay dành cho dạng process? Các bạn hãy cùng lấy một ví dụ với cô nha. Rồi, vậy thì tiêu đề của process của diagram này là gì nào? Yes, the diagram below shows the environmental issue raised by a product over its life cycle. Thế thì first step, step 1 là gì các bạn nhỉ? Planning and designing. Lên kế hoạch, lên ý tưởng và thiết kế dựa trên nhu cầu. The first step in the product manufacturing is planning and designing according to the next. Như nào? Tiếp theo, step 2 là gì các bạn nhỉ? À, consumption of materials and energy resources. Tổng hợp năng lượng cũng như là các material, vật dụng khác để mình tiếp tục đẩy tới bước 3, đó chính là production, sản xuất, đúng không nào? Next, step 4, the product undergoes packaging and distribution to shops and markets. Sản phẩm sẽ được đóng gói và sau đó là phân phối đến các shop, các chợ, đúng không nào? Tiếp theo, bước thứ 5, ở trong process chỉ ghi chúng ta một chữ ngắn gọn, đó là gì các bạn ạ? Sales. Nhưng mà mình phải hiểu và có khả năng triển khai ý thẳng. À, việc đóng gói sản phẩm cũng như là bán sản phẩm đưa đến tay khách hàng sẽ không thể thiếu việc kèm theo đó là sử dụng bao ni lông, đúng không nào? Điều mà sẽ gây nên tác động xấu, ảnh hưởng xấu đến môi trường. A negative effect on the environment. Step 6. Phân tích kỹ step 6 với cô nha. Sản phẩm sau khi được sử dụng, used by customer, thì có khả năng hai trường hợp sẽ xảy ra, disposing and recycling. Nếu như disposing, vứt ra, thải ra, thì đương nhiên sẽ gia tăng gánh nặng cho môi trường, đúng không nào? Nhưng ngược lại, step 7, recycling, tái chế, tái sử dụng lại, sẽ khiến cho nguồn cung nguyên liệu cần thiết sản xuất cho sản phẩm mới ít đi, sẽ bảo vệ môi trường hơn, giảm bớt sức ép về các vấn đề về môi trường, phải không nào?
Và cuối cùng thì vòng tròn quy trình được lặp lại dựa trên feedback từ khách hàng. Feedback is collected to have the designers in their upcoming plans. Cứ như thế, kết nối các câu băng với nhau, chúng ta có được một đoạn body hoàn chỉnh, phải không nào? Nếu như phần từ vựng của processing hơi lắt léo, hơi đau đầu một chút, thì ngược lại cách viết, trình tự viết lại khá là đơn giản, bởi vì chúng ta hoàn toàn chỉ cần dựa vào từng bước một, từng step một có trong processing, đúng không nào? Điều quan trọng là các bạn có đủ khả năng, đủ vốn từ vựng để giải thích những hình ảnh hay không, có đủ khả năng để biến những lời chú thích ít ỏi này thành những câu văn dài và hay hay không. Vậy là chúng ta đã cùng nhau học xong cách tạo ra một phần thân bài thật chất lượng cho ba dạng đề Demo, Max and Process với độ khó và yêu cầu cao hơn so với các dạng đề trước, phải không nào? Nhưng cũng đừng vì vậy mà từ bỏ quyết tâm, hãy kiên trì theo đuổi đến cùng giấc mơ chinh phục IELTS để đạt được những kết quả thật ưng ý trong tương lai các bạn nhé. Alright, so that's all for today. Nếu thấy hay và bổ ích thì các bạn ơi, đừng quên tặng ngay một like và subscribe cho kênh của Wise IELTS. Nhớ bấm chuông để nhận thông tin IELTS bổ ích mỗi ngày và cũng đừng quên để lại những comment bên dưới để Wise biết suy nghĩ các bạn là gì nhé. Mọi sự yêu thương các bạn chỉ là động lực tuyệt vời dành cho đội ngũ Wise. Còn bây giờ, thank you and see you guys next time.